trọn đời con đây, xin theo Chúa mãi không sang xa lìa. Nguyện xin Chúa dắt chân con suốt đời, con một lòng nguyện theo ý Cha. Trên đoạn đường còn nhiều khổ đau, lạy Cha, tình yêu Cha lớn lao, lấy chi đáp đền đây. Hồn thân con nguyện luôn luôn hát khen, chúc tôn ngợi Ca, xin dâng thuận hòa với Cha.
khi bạn bè cách xa, còn ai theo Giê-xu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vác thập giá thay Ngài, ai bên Giê-xu khi Chúa gánh đau thương? Mão gai trên đắng da đần, ai lau nước mắt cho Ngài? Ai khóc thương con trời? Khi Chúa chút hơi rồi, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cam đành hiến thân. Vui mang tội hình, thế tôi với anh vốn biết loài người lánh xa, Chúa nhân từ sẵn tha, mong con trở về vận hòa với cha. Trên đắng sao đầm, ai lau nước mắt cho Ngài? Ai khóc thương con trời? Khi Chúa chút hơi rồi, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cam đành hiến thân. Vui mang tội mình, thế tôi với anh vốn biết loài người lánh xa, Chúa nhân từ sẵn tha, mong con trở về thuận hòa với cha. Xin chào tất cả quý vị, quý mục sư tham dự chương trình thờ phượng Chúa qua Zoom buổi sáng hôm nay. Tôi thật là vinh hạnh lần đầu tiên được chào mừng tất cả con dân Chúa. Tôi đang đứng ở tại nhà thờ của Jonesboro và tôi nhìn xuống tôi chào mừng quý vị, nhưng mà tôi không thấy ai đang ngồi ở dưới hàng ghế hết. Màn ảnh của tôi thì rất là xa, thành thử tôi không biết là người tham dự. Tôi xin chào mừng tất cả quý vị và xin Chúa cho tất cả mọi chúng ta có thể có một giờ thờ phượng Chúa chung với nhau phước hạnh buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta đến với Chúa thờ phượng, tôi xin kính mời quý vị đồng đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng Chúa của chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì ân sủng lớn lao mà Ngài đã dành cho mỗi chúng con là những tội nhân chẳng xứng đáng gì. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con đang khi chúng con còn là người có tội chết mất, đang khi chúng con còn thù nghịch với Ngài, thì Chúa Giê-xu đã đến để chết cho mỗi chúng con. Ôi Chúa ơi, bởi đức tin chúng con tin vào sự chết của Ngài,
Và chúng con được trở nên con cái của Chúa và chúng con được đến để thờ phượng Chúa. Con đang ở trong một cái bệnh dịch và chúng con không được đến nhà thờ để thờ phượng Ngài. Do vậy tâm thần của con dân Chúa cũng khao khát hướng lòng về Chúa để thờ phượng buổi sáng hôm nay. Và chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài cho mỗi chúng con biết dùng hết tâm thần lẽ thật của mình để thờ phượng Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Xin Chúa Ngài cho tất cả mỗi tiết mục mà chúng con sẽ dâng lên nguyện danh Chúa được vinh hiển qua những gì chúng con ca ngợi Chúa, qua những gì chúng con học hỏi lời Chúa và tất cả những gì chúng con làm trong buổi thờ phượng sáng hôm nay. Chúng con cũng cầu nguyện cho nhiều nơi cũng có sự nhóm lại giống như chúng con. Chúng con cầu xin Chúa Ngài cũng thương xót trên những nơi có sự nhóm lại giống như vậy để danh Chúa được vinh hiển qua sự thờ phượng Chúa. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trong việc ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin mời ban hướng dẫn thờ phượng. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên để chúng ta giữ sự kính kiền trong sự thờ phượng Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 42 câu 1 có chép rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Hôm nay là ngày Thánh Nhật, chúng ta rực ra mắt Chúa. Con dân Chúa đều khao khát để đến gặp được chính Ngài. Xin Hội Thánh chúng ta cùng hòa lòng với là ban thờ phượng để dâng lời ngợi khen qua bài Trọn cả tấm lòng con. Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên ngôi Cha từ ái, lòng con ước cao khát cao gặp Ngài, lạy Cha yêu, mình được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha, nguyện làm theo thánh ý Chúa, phục vụ luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương ơi vương ai không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, phục vụ Chúa luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay, trong đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con, Ngài đã thứ tha biết bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn, nguyện làm theo thánh ý Chúa, ông cùng luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này. Yêu thương ta vương ai không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, con cùng luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trong đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con, Ngài đã thứ tha biết bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn, nguyện làm theo thánh ý Chúa, con còn luôn luôn trong đức tin, Chúa của đời này, yêu thương thơ thương ai không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, con vẫn luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài. Cảm tạ Ngài bởi vì mỗi ngày con sống đều có Ngài ở bên cạnh. Mỗi cuộc trên cuộc đời của con cảm tạ Ngài bởi vì Chúa mở mắt tâm linh con để cho con thấy được tình yêu của Ngài, để con biết ăn năn, con biết con nhận tội lỗi. Con xin Ngài tha thứ để con được làm con của Ngài. Mỗi ngày con sống, con chỉ biết cảm ơn Ngài và với một lòng biết ơn Ngài. Quý ông bà anh chị em ơi, giờ này xin mời quý ông bà anh chị em cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời suy tôn, lời tháng, ca ngợi Chúa với một cái tâm hồn mình ước ao một tuần lễ mình cùng với nhau để hòa lòng với nhau mà thờ phượng Chúa và ca ngợi Ngài. Xin mời Hội Thánh. Con xin dâng lên một lời suy tôn khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên một lời yêu thương khi con vào nhà Chúa nhân từ. Cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hoan vui mừng với lời đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát ca ngợi Chúa diệu mến. Con xin dâng lên một lời suy tôn khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên một lời yêu thương khi con vào nhà Chúa nhân từ. Cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chi cao, cùng hát ca ngợi Chúa diệu mến. Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bấy duy Ngài, là bài hát xin có mỗi một con dân Chúa cùng dâng lên cho Chúa sau đây. Chúa sáng tạo Chúa, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Ôn ơi thế Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Trên chúng có màu xanh, chiếu riêng tiếng chim mừng hót cùng ca thành bên. Ôn người khen Chúa, cứ Chúa ơi Đức Chúa Trời, lớn bấy suy ngài, quyền bình thay ngài. Ôn người khen Chúa, cứ Chúa ơi Đức Chúa Trời. Ngài đại năng, cao quý ngoài,
someone does consider all the work my hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power out the universe displayed. Then sing my soul, my Savior, Lord, to thee. How great thou art, how great thou art. Joy shall fill my heart, and I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, Lord, to thee. How great thou art, how great thou art. Đây là chúng ta sẽ đến phần qua phần lễ cha. Xin kính mời chị Dung. Xin kính chào quý ông bà chị em rất yêu dấu của Hội Thánh Chúa tại Melbourne sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, hàng năm vào ngày Chủ nhật đầu tháng 9 là nước Úc có truyền thống lễ cha với mục đích là để chúng ta là những người con làm con bày tỏ tấm lòng biết ơn những người cha đã bỏ công lao, sức lực, tình yêu thương nuôi nấng chúng ta được nên người cho đến ngày hôm nay. Thật ra, truyền thống nhớ và biết ơn công ơn cha mẹ không phải là một sáng kiến hay một định luật của con người đó, nhưng là một trong 10 điều răn của lời Chúa trong Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập đoạn 20 câu 12 đã dạy và có một lời phước hạnh kèm theo. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Hôm nay là ngày lễ cha, tiếng Anh là ngày đi. Hội Thánh chúng ta cũng có một chương trình để mừng đón lễ cha. Và chương trình sẽ được bắt đầu với một đoạn video cho các gia đình, các em trẻ trong cái gia đình của chương trình các em trẻ. Good morning, church. So today is Father's Day, and Father's Day has become a tradition, and that is to remind us how to use the opportunity to reflect and acknowledge how we were brought up, loved, and cared for by our fathers. So, but more than that, God has taught us to love and honor our father. In Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So today we let's have a look at the video which was prepared by our young children in our church. Thank you.
tiếp theo phần video, và chúng ta sẽ với phần chia sẻ của một vài bạn trẻ nói về những tâm tình, những tình yêu thương của người cha và các em, những cảm nghĩ của các em về người cha. Đầu tiên tôi xin mời Đỗ Thành Trần Huy. So follow that, by that we have a few children in our church to share their memories and relationship with their fathers. And first of all, we would like to invite Đỗ Thành Trần Huy. Yeah, so I'll speak in English first and then I'll try to translate it to Vietnamese. So this is what something I wrote up. Although this testimony is about my father and how I love him, I wanted to start with a disclosure that I do not love him enough, just as I do not love the people around me enough, at least not as much as I'm commanded to by my Lord. As such, I do strive to love both my physical, earthly family and my brothers and sisters in Christ all the more. First and foremost, the predominant reason that I should love my father is because God has commanded me to love him. I firmly hold that I, as a Christian, am to love my father regardless of whether or not he is caring or neglectful, whether dutiful or derelict. That is my first reason, and this applies at all times. But other than that, the main and predominant reason as loving my father is also the fact that he is an understanding, caring, and necessarily firm father. Some of our happy memories include the fact that when I was in Vietnam, he would often take me around nearly every day to observe the way that he would conduct his dealings. Another happy memory was that when I was in Australia last year, me and him, as well as my mother and little brother, would go camping. He would bring all the food and I'd carry all the gear and equipment, and it was a very long walk. The funny memories are not funny back then when it happened, but they are funny now when I think of them again. When I was young, I very much took joy in making my own costumes and the likes. As such, I used to cut up different handbags around the house. One time I cut up my dad's brand new laptop bag and he wasn't very happy. I got a beating, a heart beating for that. At the moment, currently, he is still an unbeliever. So please pray for his conversion. As I do love him and I do desire him to come to know Christ and to know the Lord as well. So I'll translate it to Vietnamese now. Thì ký ức của con lúc mà thì kiểu như là tình thương của con dành cho cha của con, cái lý do duy nhất đó mà con phải thương cha của con là tại vì Chúa đã yêu cầu con phải thương cha của con. Và đây là một gọi là một cái tiêu chuẩn mà một người tin lành lúc nào cũng phải làm theo hết. Nhưng mà ngoại trừ cái lý do chính đó thì con cũng thương cha con tại vì cha con cũng là một người rất là thấu hiểu, rất là chăm sóc và nhưng mà cũng rất là cứng rắn trong những lúc cần thiết. Một trong những ký ức mà tốt đẹp của con với cha của con là khi mà con còn ở Việt Nam thì con của cha con lúc nào nhiều lúc ba con cũng dẫn con đi đi với ông để quan sát, có lẽ để học theo cách mà ông làm ăn với làm việc rồi đó. Thì đó là một những ký ức. Một trong những ký ức khác nữa là lúc mà ba con đi qua Úc á, thì con với ba, con với cả gia đình đi cắm trại rồi ông thì nấu đồ ăn, còn con thì mang hết đồ nghề theo. Còn một cái ký ức mà gọi là vui mừng nữa, bây giờ thì nhìn lại thì thấy vui, nhưng mà lúc hồi đó lúc mà nó xảy ra thì nó không có vui đến nỗi. Thì hồi xưa thì con thích hay làm đồ, con hay cắt đồ, con làm trang phục rồi đồ á, cho nên kiểu như là có một lúc con cắt cái giỏ mới, giỏ laptop mới mà ba con vừa mua mà lúc đó ổng không có vui, cho nên con bị đánh. Cho nên hiện giờ thì ba của con vẫn là một người chưa tin Chúa, cho nên con cầu nguyện cho ông. Cảm ơn phần chia sẻ của Huy. Con tin rằng chúng ta nghe được những tâm tình của Huy
và cái sự yêu mến Chúa và kính sợ Chúa của Quy sẽ thứ một ngày nào đó thì ba của Quy sẽ xin Chúa, cũng như hôm nay ba Quy nghe được những tâm tình của Quy thì chắc có lẽ sẽ rất là hạnh phúc vì con mình luôn hướng về cha. Tiếp theo phần chương trình hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe tiếp một tâm tình của một bạn trẻ, bạn thanh niên, đó là em Nathan Vũ. Xin mời em Đạt Vũ. Let's hear a new story from a young member of our church, that Nathan Vũ. Welcome, Nathan. Không có anh mút con hả? Được anh mút em. Mời chị Diệu anh mút cho Đạt Diệu. À, chắc em anh mút không được. Thanh, please help Thanh. Anh mút Đạt lấy Thành Vũ á. À, cái The Vũ Family á, The Vũ Family. Hello. So before I start, I just want to say thank you for the opportunity to talk a little bit about Gassi Lap here, and just to my mum for translating, because my Vietnamese is a lot worse than what it used to be. But I guess why I love my dad, it's changed a lot over the years. I remember when we were a bit younger, mum used to never let us have junk food in the house. And dad would always sneak in chocolate and ice cream and all these very bad junk foods for us, and keep them on the very top shelf so mom couldn't see. But I remember loving dad a lot for that. And when I got a little bit older and going to high school, I remember having a lot of very early starts to the day where I'd have to be at school at 7 in the morning, but also get picked up quite late at 5 to 6 in the afternoon as well. And I remember my dad always being there for me, always willing to get up and drive an hour each way to get to school and to come back. And I think that just really showed how much, you know, dad never stopped supporting me. He was always there for me throughout all that time. And I guess as I got a little bit more older, now that I'm in my young adult years, I've really come to appreciate that dad's got a lot of spiritual wisdom, and that he continues to try and learn and grow in God's word. And that's been not only inspiring, but also we've had a lot of very good discussions over the years, talking about our views and what the Bible has to teach for us in our lives, and how that and the Bible discussions and things like that have been really, really fruitful. For my own life. So yeah, thanks mom. Mình xin dịch tóm tắt ha. Cảm trong cái kỷ niệm của với ba đó thì nó thay đổi qua thời gian. Một cái kỷ niệm là mẹ không có cho ăn đồ ăn vặt ở nhà, còn ba đó thì lén mua đồ ăn về rồi để lên cái vực thiệt là cao để mẹ không thấy. Thành ra thích ba nhất là cái điểm đó, mua đồ ăn vặt. Rồi rồi lại là với lại những cái kỷ niệm lúc còn nhỏ, còn đi học trung học á, sáng phải dậy sớm đi học, rồi chiều cũng về trễ, rồi đi chơi thể thao nữa. Và ba đó lúc nào cũng dậy cũng chở đi, sẵn sàng để chở đi. Ba lúc nào cũng hỗ trợ con. Rồi trong lúc lớn hơn chút nữa đó, thì những giờ học kinh thánh, bàn luận về lời Chúa với ba, thấy rất là được ích lợi, hữu ích, và cũng dạy dỗ cho con được là nhiều trong đời sống của con. Yeah, and I couldn't pick one memory, one favorite memory, so I'll quickly go through two of my favorite memories.
I remember when I was very young, the family went to the Gold Coast for a holiday, and we went to one of the water parks, and there was this really big water roller coaster that I was very scared to go on. My sister and I were very scared to go on. My dad pushed us to go up there because he knew that we'd have a lot of fun, and if we got over the fear, that going down and going on all these rides would be really fun. So there's a very famous photo in our family where my sister and I look like scared to death, and my dad sitting behind us in the roller coaster, giggling and laughing to himself, knowing that he pushed us to do it, and he was right. By the end of it, I had a lot of fun, and I wouldn't have known that that was what was, you know, fun and good for me if I had not had my dad there to support me and to push me, even though I was, yeah, really scared, I remember at the time. And I guess growing a bit older, this is a bit embarrassing for myself as well, but when I first actually started dating, I was very worried that my dad would have a lot of questions for me and would push me a lot to see if I was ready. And I remember preparing for weeks and weeks and weeks with my mum, preparing what to say, how to justify that I was mature enough or that I was ready. And when we finally sat down, I was so nervous. My heart was beating through my chest. But my dad really only had two lines to say before I had to say anything, which was that he thought that, you know, he trusted me, and that as long as I put God first in my life, that he would always be happy. So that was very encouraging to see my dad's support and for him to be there for me. But it has been funny. My dad loves, and so after that, he thinks he's supporting me by telling me these Vietnamese proverbs every few months when we're driving around in the car. His favorite one is "Top go hung top," which he thinks is good life advice. So I can't say how much I've appreciated my dad's support throughout my life. And I wouldn't be here without. Yeah. Những cái kỷ niệm đẹp của con có với ba đó là con nhớ có một lần gia đình đi Gold Coast, xong rồi khi mà đi ra cái roller coaster đó là con rất là sợ, con không muốn đi, nhưng mà ba đó bắt con đi, tại vì con ba biết là sau đó là chúng con rất là thích, cho nên là ở gia đình cũng còn cái photo, cái hình kỷ niệm ở đó. Khi đó rất sợ, nhưng mà ba biết là nhưng mà lúc đó là ba lại cười, nhưng mà ba ngồi phía sau lưng của tụi con, trong khi hai đứa con rất sợ, còn ba thì ngồi đó cười khúc khích. Nhưng mà đúng như vậy, sau đó rồi là con thấy rất là vui. Mà nếu mà không có ba mà bắt con đi như vậy thì con không biết cái đi roller coaster vui cỡ nào. Với một cái kỷ niệm nữa là khi con bắt đầu tìm hiểu về bạn gái đó, thì con nghĩ là ba sẽ có rất nhiều câu hỏi cho con, và không biết là con có đủ lớn để mà bắt đầu có bạn gái chưa. Cho nên con ngồi xuống với mẹ, con kêu mẹ giúp con. Rồi con chuẩn bị con sẽ nói làm sao với ba, chuẩn bị mấy tuần luôn á. Nhưng mà khi ngồi xuống á thì con cũng rất là lo, nhưng khi mời ba ngồi xuống để con trình bày á thì ba chỉ nói có hai câu à. Ba nói là ba tin là con cũng đủ lớn rồi, với lại con để đặt Chúa lên trước hết là được rồi. Rồi sau đó đó, từ đó trở đi á, là mỗi lần con với ba đi chung với nhau á, thì ba nói là ba có đọc những cái câu tục ngữ để dạy con. Mà một câu tục ngữ là ba hay con nhớ nhất á, là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con rất quý những cái gì ba hỗ trợ con. Con được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ và dạy dỗ của ba. Cảm ơn gia đình anh Lộc, cảm ơn Nathan Đạt. Nghe và sẽ lời chia sẻ của em, là cảm thấy chắc ba
anh Lộc anh sẽ rất là hạnh phúc khi biết được rằng mình luôn luôn là một người cha mà cũng là một người bạn của con mình, tạo được cho con những tình cảm thật là ấm áp thân thương. Nguyện xin Chúa tiếp tục soi dẫn gia đình này và gia đình chị cũng như cháu tiếp tục đi trong đường lối Chúa, trong sự gìn giữ và quan phòng của Chúa. Tiếp theo là tôi xin được giới thiệu phần chương trình của con dân Chúa trong hội chúng ta. Bạn thanh niên này là có một bài hát tự sáng tác và xin được hát tặng cho hội thánh trong buổi một cái ngày mừng lễ cha hôm nay. Đó là anh Adam. Xin mời gia đình của Adam và Thảo Nguyên. Thanks Nathan for sharing the story with a lot of good memories with your father. It was very warm and very loving. We continue to pray to God for your beautiful family. Now we invite Adam to come and share with us the song to praise God. Welcome, Adam. Good morning, church, and happy Father's Day to all the fathers. Would I be able to share my screen? Yep. Yes. Thank you, church. I just wanted to take this opportunity to thank God for the blessings in my life as a father and as a son. Kính thưa hội thánh, tôi xin cảm tạ Chúa vì ơn phước của Ngài đã ban cho đời sống tôi, nhất là khi tôi được làm cha. To me, a father is not someone who catches their child every time they fall, but a father is someone who picks their child up when they fall, brushes them off, and encourages them to try again. Đối với tôi, làm cha không phải là lúc nào mình cũng ở trong một vị trí sẵn sàng để đỡ con mình khi con mình vấp ngã, mà là khi con mình đã vấp ngã, mình đỡ con mình đứng lên, phủi đi thất bại và tiếp tục ủng hộ con mình để con mình cố gắng hơn. Through my personal journey with God, I've been inspired to write this worship song for our Father in Heaven. Trên bước đường theo Chúa của tôi đã được cảm động và viết lên bài hát để tôn vinh Ngài. Lead me from darkness into the light. You teach me what's wrong and what is right. I turn to you in my darkest hour. You give me strength when I have no power. Lord, it's you turn to. Lord, it's you I turn to. And now I lift up your name on high, and I know you'll be right by my side. All the glory to you I give, for all the blessings I have to live. Lord, it's you I turn to. Lord, it's you I turn to. Jesus, speak, I will follow you, 'cause you gave yourself as a symbol of your love. Jesus, speak.
Lord, it's you. I turn to cảm ơn. Xin cảm ơn Adam, gia đình của Adam và Thảo Nguyên. Một bài hát thật được khích lệ. Và cũng xin cầu chúc cho gia đình này, nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn, càng thêm ơn cho gia đình của Adam và Thảo Nguyên, đặc biệt là cho ơn của Adam, để Adam có thể sáng tác thêm nhiều bài hát để gây khích lệ cũng như là tôn vinh ca ngợi Chúa. Và đây cũng là một đường hướng mở, Chúa sẽ mở đường để Adam trong tương lai có cơ hội hầu việc Chúa nhiều hơn. Cảm ơn. Thanks Adam, we thank you for your time and share with us a very good song, and we pray that God continue to bless your family. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần sau khi phần chia sẻ các bạn nam. Thì giờ chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của các bạn nữ trong ban tráng niên. Đầu tiên là xin mời cô Hoàng Thị Thu Thủy. We invite chị Thủy to share with us your story, please. Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúc mừng các bậc làm cha, làm ba, làm bố. Cho dù có gọi cách nào đi chăng nữa, thì đối với tôi, tiếng kêu đó rất thân thương. Tôi thì gọi cha tôi là bố. Bố tôi sinh ra trong một gia đình có đạo Tin Lành, nhưng rất lơ mơ về Chúa. Ông đi lính và di cư vào Nam, rất mê hút thuốc và đánh bài. Cho tới một hôm, Chúa thay đổi bố tôi và bố tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa. Nên sau đó thì một thời gian sau đó thì bố tôi đã được về với Chúa cách đây 16 năm. Nên cứ đến ngày lễ cha lại nhắc nhớ những kỷ niệm khó quên về bố tôi. Từ lúc tôi hiểu chuyện cỡ 5-6 tuổi thì tôi thấy chủ nhật nào tôi cũng phải đi nhà thờ, phải học thuộc lòng câu gốc. Tôi nhớ bố tôi có chiếc xe Honda 50, ông chở 5 chị em chúng tôi trên chiếc xe đó. Từ nhà tôi tới nhà thờ mất 25 phút mà phải đi qua một cây cầu gỗ. Mà quý vị biết, cây cầu gỗ này được làm bằng những thanh gỗ ghép lại vừa cũ lại vừa yếu nữa. Khi mà chiếc xe bố chở chúng tôi chạy ngang qua nó, chiếc xe nhún lên nhún xuống, cái âm thanh phát ra kéo kẹt, chỉ sợ nó gãy mà mình bị rớt xuống sông thôi. Tôi thì sợ, nhưng bố tôi thì không. Và ông không bao giờ vắng mặt một ngày chủ nhật nào hết. Thế mà ghê. Chúng tôi đi nhà thờ nơi đó được vài năm. Sau đó thì chúng tôi được chuyển về nhà thờ mới ở gần nhà hơn. Thì lúc này chúng tôi đã có xe đạp riêng, nên bố tôi không cần phải chở chúng tôi đi nữa. Dù không đi chung xe với bố, nhưng không bao giờ chúng tôi dám manh động mà trốn nhà thờ đâu quý vị. Nhà thờ Việt Nam mà chỗ tôi đi á thì có hai dãy ghế, bên trái là quý ông, còn bên phải là quý bà. Bố tôi thì lại là thủ quỹ của hội thánh, nên tuần nào cũng lãnh tiền dâng hết. Bố mà tôi mà đi một vòng từ trái sang phải là bố tôi nhìn thấy hết chúng tôi. Vì vậy mà chị em chúng tôi không bao giờ dám vắng mặt. Có lần mẹ tôi mang về nhà một bộ lư hương để cúng ông bà rất đẹp. Trưng ở trên đầu tủ, bố tôi về nhà thấy, hạ bệ nó xuống liền. Trong nhà xảy ra chiến tranh giữa bố và mẹ tôi. Bố tôi thì rất quyết liệt, chúng tôi không dám xen vào binh bố. Bố tôi đều nhịn mẹ tôi hầu hết trong mọi việc, nhưng mỗi Chúa là bố tôi không bao giờ nhượng bộ cho mẹ tôi. Mẹ tôi đành phải bỏ bộ lư hương. Và từ đó tôi không bao giờ thấy những trường hợp giống như vậy xảy ra trong nhà tôi lần nào nữa.
Mẹ tôi quyết định cho chúng tôi đi vượt biên. Bố tôi ngày đêm kêu cầu Chúa. Chúa đáp lời. Nên tất cả chị em chúng tôi, người nào đi cũng đều được đến bến bờ bình an. Nhớ đến bố là nhớ những buổi tối gia đình lễ bái. Nhớ những lúc bố tôi trầm tư suy nghĩ về công việc hội thánh. Những lúc đọc kinh thánh miệt mài. Và nhất là luôn bền bỉ cầu nguyện cho mẹ tôi và từng đứa chúng tôi. Bố tôi không để lại tài sản gì cho chúng tôi, nhưng để lại một người bố, một người cha tuyệt vời khác cho chúng tôi là Chúa, để chúng tôi tiếp tục thờ phượng, tin cậy và vâng lời như bố đã làm. Xin hết. Xin kính mời chị Nga thông dịch. So today we celebrate the Father's Day. Thủy shared with us some memories with her father. So her father was born in a Christian family, but he was very a reluctant Christian. When he was young, he had many bad habits like smoking and gambling. However, some of the good memories are sticking out in her memory, in her mind, that her father, the story was around when she was 5 or 6 years old. Her father was a very faithful to God at the time. He made sure the family go to church every Sunday. The father and 5 kids were on an old motorbike on a trip of 25 minutes from home to church. But that was fun. A few years later, a new church was opened near her home, so they could all go to church by themselves on bicycles. Regardless of how they made it to church, without a fail, they worshiped the Lord every Sunday. Her dad was very faithful to God, and he taught the kids to be faithful to God as well. There was an incident at home when her mom used an incense burner to worship her parents. Her father came home and saw it. He immediately took it down. Her dad was a very patient and compromised in everything with her mother, except for one thing, that he only worshiped God. Her dad also taught her to pray God and read Bible every day. Her dad left her nothing except the Heavenly Father, the Father who she continues to worship, trust, and obey. Cảm ơn Thu Thủy đã chia sẻ. Tôi tin rằng hình ảnh người cha tinh kính sẽ mãi mãi và luôn luôn trong lòng Thu Thủy. Và đó là một di sản rất là quý báu của ông để lại cho gia đình, để cho những người con coi như hành trình trong suốt đường theo Chúa. Tiếp theo, xin mời ta cùng đến với một tâm tình của một bạn nữ trong ban trắng niên. We invite Chị Phái. Xin thưa hội thánh, có nghe tôi được không? Nghe. Yeah. Okay. Kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn hội thánh cho tôi cơ hội để nói về bà yêu dấu của tôi. Cảm tạ Chúa đã ban những người cha tuyệt vời. Xin đừng lấy lầm ngại về mẹ tôi khi nghe tôi nói mình có nhiều cha như vậy. Chuyện là thế này. Khi còn thơ ấu, chúng tôi không dư dật trong phần vật chất, nhưng sung túc về tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Không có giây phút nào mình bị rơi vào tình trạng không được thương yêu. Dù nghiêm nghị, nhưng ba không giấu được tình yêu cho chúng tôi. Khi đã lớn chút rồi, thì biết rằng người thường lén hôn khi chúng tôi đang ngủ vì sợ chúng tôi được cưng hóa ra nhõng nhẽo. Ba thường làm ăn xa nhà, nhưng khi người có mặt, chúng tôi vui như ngày hội vì những bữa cơm gia đình được nghe ba kể chuyện ngụ ngôn. Ba dạy cách đứng, cách ngồi, cách ăn, cách nói bằng giọng điệu đầy khích lệ và sáng tạo. Chúng tôi không cảm thấy bị lên án hay chê bai, trách móc. Ba mềm mại, ngay cả khi chúng tôi làm lỗi.
Người chỉ nhỏ nhẹ bảo rằng, con ba kém quá. Nên ở bên ba, chúng tôi cảm thấy thật là sung sướng. Ý nghĩ vụng dại của tôi lúc đó là, không biết ai có được một người ba giống tợ ba mình. Và rồi câu hỏi được trả lời. Biến cố năm 75 xảy đến, và cuộc đời tôi cũng nổi trôi theo vận nước. Tuổi thơ ấu chưa kịp đi qua, tôi phải vượt biên với mấy anh, rồi được định cư tại Úc. Tại đây, Chúa đã sắm sẵn cho tôi một người ba Úc. Ông bà già này đem tôi về nuôi, cho đi học. Tụi bạn cùng chuyến tàu thấy thèm thuồng cho may mắn của tôi. Nhưng chúng đâu biết rằng tôi còn được thêm gia tài đức tin từ ba mẹ nuôi tôi nữa. Chính họ đã cho tôi thấy Chúa qua đời sống tinh kính từng ngày. Và một ngày kia tôi nói với ông rằng, ba ơi, hôm nay trời lạnh quá, với giọng điệu rủa xả bằng tiếng lóng của dân Úc. Ông bình tĩnh, chỉ mỉm cười và lặp lại câu nói của tôi, mà không đính kèm phần thiếu thanh lịch không cần thiết của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, ông đang dạy tôi mà không làm cho tôi khó chịu. Và hơn tất cả mọi điều, khi có dịp tiện, ông nói về Chúa cho tôi cách rất khôn ngoan và tế nhị. Sau khi mở lời, nếu không thấy hơi hám, đụng chạm là tắt đài ngay. Nhưng suốt 25 năm liền, ông không hề bỏ cuộc, vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện. Những ngày đông lạnh, ông thường âm thầm với một số người trong hội thánh, đích thân ra đường phố, ban đêm để phát mền cho những người cần đến. Ông làm việc này sau khi đã trực ở bệnh viện, hai phòng mạch riêng suốt ngày rồi. Hình ảnh trước phúc lâm chung, ông nói, ba về với Chúa được rồi, chỉ thương cho những người ở lại. Cho thấy rằng ông luôn quan tâm đến lợi ích thực sự của người chung quanh. Nếu ông đã không quan tâm đến người khác, thì liệu ai đã đưa tôi để đi nhìn lại người cha thứ ba đã thất lạc lâu ngày? Vâng, là hình ảnh tuyệt vời nhất mà tôi muốn nói với ông bà anh chị em, là cha thiên thượng của chúng ta. Nếu không có chương trình tốt lành của Chúa, tôi đã chắc có mặt trên địa cầu này để bắt đầu mọi sự. Chúa ban cho chúng ta ai cũng có một người cha để nuôi dạy, thương yêu con cái mình. Điều đó nghe có vẻ bình thường quá. Nhưng như chúng ta biết đó, có lắm đứa con thiếu thốn tình cha. Họ thèm thuồng không nói nên lời. Chỉ có ai được thương yêu mới nếm trải sự ngọt ngào và cần thiết trong đời sống của mình. Cũng một thể ấy, chúng ta chỉ có thể nếm trải sự yêu thương ngọt ngào tình Chúa khi chúng ta thật sự bước vào mối tương giao với Cha Thiên Thượng. Nhân mùa lễ cha này, xin chúc cho những ai còn cha để kính yếu và cho những ai thiếu vắng tình cha. Tôi chắc rằng Chúa sẽ đền bù xứng đáng theo cách của Ngài. Biết đâu chính bạn sẽ là người cha gương mẫu cho con mình, vì bạn nhận biết sự thiếu hụt cần thiết này cho con mình hơn hết. Chỉ thương cho những người không có Chúa, để hiệp mọi sự thành ích lợi sau cùng. Vì thứ không có của chúng ta cũng là cách ban cho của Chúa. Tùy cách nhìn, hiểu biết và sự vận dụng sáng tạo của chúng ta để ý Chúa được nên. Vì gia tài có giá trị cao quý nhất là đức tin. Vậy chúng ta hãy nhớ cầu thay cho họ sớm trở bước lòng quay về nhà cha từ ái. Xin hết. Chị phải share with us some of her good memories about the wonderful fathers in her life. She was born in a family with a modest living, but full of love. Her biological father was strict and serious, but that did not stop him to show his affection, his gentleness,
his sensitivities, she felt so much loved. But then after 1975, with her brothers, they flee Vietnam and settle in Australia. She was still very young. She was fostered by an old Australian couple who brought her up, showed her a Christian way of life. Her foster father was very gentle. He always found an opportunity to talk about God with her, but for 25 years without any success. However, he did not give up. He still loved her, cared, and prayed for her. At his final moments on earth, he said, "I am about to see the Lord. My only wish for everyone is to find God as the Heavenly Father." With his effort, she found God. That is her third father, the Heavenly Father who has the best plan for her life, an unending love and blessings. To celebrate the Father's Day, she prays for the fathers to continue living in God's love and for the fathers who yet accepting God. Open your hearts to receive true love for your life. Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em, Thánh, sau khi được nghe những mẩu chuyện do những người con kể về cha mình, đó là hình ảnh của những người cha thuộc thể, người cha bằng xương bằng thịt đã hy sinh ra ta, chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Đó là những người cha thật đáng yêu và đáng kính biết bao nhiêu. Thế nhưng con người chúng ta còn có một người cha cao cả hơn, vĩ đại hơn. Đó là cha trên trời mà người Việt Nam là ông trời và Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Kinh Thánh khẳng định trong sách Thi Thiên 100 câu 3, phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Vì Ngài dựng nên chúng ta nên hiển nhiên Ngài là cha của các nhân loại này và do đó cũng là cha của mỗi một chúng ta. Là cha, Ngài luôn yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu ban cho thật vĩ đại. Ngài ban cho Chúa Giêsu để làm sinh tế chết thay cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban cho bất cứ ai nhận biết, nhận Ngài được một cuộc sống hạnh phúc. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của đời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Xin thưa với quý vị, những người không còn cha cũng như những người còn cha, xin hãy ghi nhớ: cha phần thể xác mất, nhưng cha về phần tâm linh, đó là Đức Chúa Trời toàn năng, sẽ không bao giờ mất. Và Ngài sẽ luôn ở mãi cùng chúng ta. Nếu ai chưa biết Ngài, xin mời quý vị hãy đến thiên thượng này. Khi đứt lời, xin chúc ông bà anh chị em ngày lễ cha thật niềm vui và hạnh phúc bên gia đình cùng các con. Thank you everyone for sharing the stories today. We just like to leave everyone with Psalm chapter 100, verse 3. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So she reminds us that our biological father will one day die, but our heavenly Father will live with us for a generation. And have a nice Father's Day. Tiếp theo chương trình của buổi phượng sáng, xin mời tất cả ông bà em chúng ta đứng lên và đến với phần dân hiến. Thank you. Kính thưa quý hội thánh, lời Chúa có dạy là rằng hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho cái lương thực trong nhà Chúa. Xin quý hội thánh cùng làm điều này và ông bà anh chị em có thể dân hiến qua online hoặc là gửi tới chấp sự thanh. Xin dâng hết thay cha Giêsu tôi tin, nguyện hiến chính thân thế này. Luôn yêu mến trong mong đời Chúa thôi.
ngồi hàng ngày sống dưới ân điển Ngài. Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Lạy Giêsu, tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài. Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Lạy Giêsu, tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài. Tôi xin kính mời chấp sự Phạm Nguyễn Trọng Nhân cầu nguyện. Chúng ta đồng hiệp ý cầu nguyện dâng sự tiền lên cho Chúa. Kính lạy Chúa là đấng mà chúng con đang thờ phượng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa luôn chăm sóc chúng con và Chúa chăm sóc mọi đời sống của chúng con. Chúa ban cho chúng con được ơn lành phép lạ trong tình yêu thương của Chúa. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con có cơ hội đến với bệ chân của Chúa, ra mắt Chúa. Và chúng con có cơ hội dâng hiến của cải tiền bạc mà chúng con Chúa có, Chúa đã ban cho để dâng cho Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cầu xin Chúa Ngài nhậm lấy những của cải mà chúng con dâng lên cho Ngài. Và xin Chúa Ngài cũng cảm lòng lòng của mọi người chúng con. Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con cũng biết rằng khi chúng con đã nhận được ơn phước của Chúa rồi thì chúng con biết lấy đó mà hầu việc Chúa, dâng hiến cho Chúa. Vì chúng con biết rằng những điều mà Chúa đã ban cho chúng con có hiện tại hôm nay đó là những điều mà từ nơi Chúa ban cho. Và lạy Chúa, cầu xin Chúa Ngài mở lòng chúng con ra để hầu cho chúng con trong những ngày tới chúng con dâng hiến cho Chúa một cách rời rộng hơn nữa, để hầu cho công việc nhà Chúa được trôi chảy. Và chúng con dùng những số tiền này, những của cải này mà chúng con làm phát triển công việc nhà Chúa trên mặt đất này, để cho tin lành của Ngài được đồn ra đến tận cùng trái đất, đến nhiều đồng bào anh chị em chúng con, để nghe được tin lành của Chúa mà trở lại thờ phượng Chúa, để nước Ngài được mau mau đến. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Và chúng con cầu xin Chúa Ngài bổ sức lại cho ông bà anh chị em chúng con. Và trong những ngày tới, Ngài ban cho ông bà chị em chúng con công ăn việc làm càng được thịnh vượng hơn nữa, để hầu cho chúng con có tấm lòng rộng rãi hơn nữa mà dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Ôi Chúa giấu, xin Chúa Ngài gìn giữ ông bà chị em chúng con trong đường lối của Chúa và dâng theo mạng lệnh của Chúa mà làm những điều được đẹp lòng Chúa và sáng danh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Và sau giờ này chúng con có sự nhóm lại có sự nghe dạng về lời hàng sống của Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài mở lỗ tai thiên liêng chúng con, mở trí thông quan chúng con ra để hầu cho chúng con nhận biết lời hàng sống của Ngài và chúng con sống làm theo được đẹp lòng Chúa, và chúng con có ơn phước trước mặt Ngài và ơn phước đó tuôn chảy đến đồng bào chung quanh chúng con nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và trong thời giờ này chúng con dâng cả thảy ông bà chị em chúng con trong cái tay toàn năng của Chúa, và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh thánh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta cứ đứng và nghe cô Hoàng Thị Thu Thị đọc lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chào hội thánh một lần nữa. Tôi tuyên đọc lời Chúa trong phần Cựu Ước sách Sáng Thế Ký, đoạn 22 từ câu 1 đến câu 18. Khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người.
Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac, con mình rồi cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sẵn sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để trên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao, đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ, và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó, dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục rằng trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Jehovah từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Jehovah phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng, ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. À, bây giờ đến phần Kinh Thánh tiếng Anh, xin mời Jonathan. Sometime later, God tested to Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of a son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me.
Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Let us pray. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. To your Heavenly Father. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có buổi thờ phượng sáng hôm nay. We thank you for allowing us to come and worship today. Con cầu xin Chúa ngài mở lòng chúng con để cho chúng con được nghe lời của Chúa. I ask that you open our hearts so that we can listen to your word. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. In Jesus' name. Amen. Amen. Sáng hôm nay thì ở tại Úc là tổ chức ngày lễ cha, nhưng mà ở Mỹ thì ngày lễ cha đã tổ chức xong rồi. Today is Father's Day in Australia, but in America, Father's Day has already passed. Ở Mỹ thì người ta thường tổ chức ngày lễ cha vào tuần lễ thứ ba của tháng 6 hàng năm. In America, usually it takes place in the third week of June every year. Sáng nay thì tôi nghe quý vị nói nhiều về người cha thuộc thể rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian nói về người cha thuộc linh. So today I have heard many of you talk about your earthly fathers, and I will like to talk about the spiritual father. Vì vậy mà sáng nay chúng ta sẽ đề cập đến một nhân vật có tên là Abraham. So this morning we're going to talk about a person known as Abraham. Abraham là một người cha thuộc linh mà Thánh Kinh đã ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 cho tới câu thứ 18. Abraham was a godly father that the Bible has recorded in Genesis 22 verse 1 to 18. Tôi tin rằng bất cứ một người nào đó khi quyết định theo Chúa đó thì luôn ao ước muốn trở thành một người có đời sống thuộc linh tin kính Chúa. I believe that anyone who makes the decision to follow the Lord desires to become a godly person. Đây chính là mục đích tại sao chúng ta theo Chúa và cũng là mục đích tại sao Chúa muốn cho bất cứ ai theo Ngài. This is why we follow God and what God wants for everyone who follows him. Nếu chúng ta theo Chúa mà không muốn trở nên người tin kính Chúa thì động cơ theo Chúa của chúng ta đã sai. If we follow God and do not want to become a godly person, then our motivation to follow God is wrong. Và cái mục đích theo Chúa của chúng ta cũng sai trật. And our purpose is also wrong. Thành thử bất cứ người nào muốn theo Chúa thì người đó phải có một đời sống thuộc linh tin kính Chúa. So anyone who wants to follow God must have a spiritual life devoted to God. Tôi tin rằng khi mà chúng ta nghiên cứu về đời sống của Abraham thì chúng ta phải công nhận rằng Abraham quả thật là một người cha thuộc linh tin kính Chúa. I believe anyone who studies the life of Abraham has to acknowledge that Abraham is indeed a spiritual father devoted to God. Và cũng là người cha thuộc linh của mỗi chúng ta. And a godly father to each of us. Trải qua nhiều thời đại, danh xưng của Abraham là người cha thuộc linh vẫn còn vang mãi trong lòng của con dân Chúa. Over the ages, the name of Abraham as a godly father still resounds in the hearts of people today. Như Phaolô đã khẳng định ở trong Galati đoạn 3 câu 7 rằng: vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Paul has said in Galatians 3:7, understand then that those who have faith are children of Abraham. Như quý vị thấy rằng người cha thuộc linh á thì có thể là chúng ta hỏi rằng người cha đó thì có những cái đặc điểm như thế nào? So you guys can ask, what is a godly father like? Có ba điều mà tôi muốn quý vị nghiên cứu đến người cha thuộc linh. There's three things we want to look at in a godly father. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến những cái đặc tính của người cha thuộc linh. First we'll talk about the characteristics. Và thứ nhì thì chúng ta sẽ nói đến những cái ảnh hưởng của người cha thuộc linh. Second, we'll talk about the influences of a godly father. Và thứ ba thì chúng ta nói đến những cái phước hạnh của người cha thuộc linh. And third, we'll talk about the blessings of a godly father. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sáng nay thì chúng ta chỉ đề cập đến những cái đặc tính của người cha thuộc linh mà thôi. But today, I think we'll only talk about the characteristics of a godly father. Còn hai phần còn lại thì có lẽ chúng ta sẽ nghiên cứu đến trong những tuần đến. And the other two we'll cover in the next week. Có ba đặc tính của người cha thuộc linh tin kính mà tôi tìm hiểu được qua cuộc đời của Abraham. There are
there's three characteristics of a godly father that I have learned about in Abraham's life. Thứ nhất là Abraham biết lắng nghe tiếng Chúa. Abraham knows to listen to God. Và thứ nhì là Abraham biết vâng phục ý Chúa. Abraham knows to obey the will of God. Và thứ ba là Abraham biết cùng con của mình để thờ phượng Chúa. And Abraham knows to worship God with his children. Chúng ta có thể đi đến cái đặc tính thứ nhất của Abraham là biết lắng nghe tiếng của Chúa. So let's talk about the first characteristic, which is knowing to listen to God. Chúng ta xem câu thứ nhất của Sáng Thế Ký đoạn 22. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Let's look in the first verse of Genesis 22. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Cái đặc tính đầu tiên của người cha thuộc linh á là phải biết lắng nghe được tiếng Chúa. The first characteristic of a godly father is to know to listen to God's voice. Nếu một người cha không biết lắng nghe tiếng Chúa thì không thể gọi là người cha thuộc linh tin kính được. If a father cannot listen to God's voice, then he cannot be called a godly father. Chúa chỉ cần phán một tiếng thì người cha thuộc linh tin kính phải nghe được ngay. God only needs to say one word and the godly father must hear it immediately. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời kêu Abraham chỉ có một lần và Abraham thưa rằng có tôi đây. We see God only called to Abraham once and Abraham immediately replied that he is there. Abraham không cần phải đợi Chúa phán nhiều lần rồi mới có thể nghe được tiếng Chúa. He did not have to wait for God to call him multiple times before responding. Tại sao Abraham có thể nghe được tiếng của Chúa dầu Ngài chỉ phán với Abraham chỉ có một lần? How was Abraham able to listen to God even though God only spoke once? Tôi thấy có hai lý do. Thứ nhất á, là có lẽ vì Abraham đã kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa nhiều năm tháng qua. I see two reasons. First is because Abraham has experienced listening to God's voice in the past years. Khi chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 đó, thì tôi thắc mắc là tại sao Đức Chúa Trời lại kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương và vòng bờ con ông, nhưng mà Ngài không kêu gọi ai khác. When I read Genesis 12, I wonder why God only called out to Abraham and not the other people in his country. Tôi tin rằng được Chúa kêu gọi đó là một cái đặc ân lớn cho người, đó là Abraham. I believe that being called by God is a great privilege and that was given to Abraham. Nhưng mà hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng Abraham có lẽ là ông biết lắng nghe tiếng Chúa, thành thử ông nghe được tiếng kêu gọi của Ngài. And more than that, I believe that perhaps Abraham knew to listen to God's voice. Quý vị biết rằng khi mà Abraham rời khỏi xứ sở quê hương đó và đi đến nơi mà Chúa kêu gọi đó, thì Abraham có dẫn thêm Lot theo. When Abraham was called by God to leave, he did bring Lot with him. Nhưng mà quý vị thấy rằng Lot lúc đó không có nghe được tiếng Chúa và cũng không hiểu được thật ra ông đi đâu. But Lot could not hear the voice of God and he did not know where he was going. Thành thử một người mà có thể lắng nghe được tiếng Chúa đó, thì khi Chúa phán đó, người đó có thể nghe được ngay. So a person who is listening to God, when God says something, he hears it right away. Và cái lý do thứ hai đó, tại sao Đức Chúa Trời chỉ cần kêu Abraham một lần và Abraham có thể nghe được ngay, là vì đến cái thời điểm này đó, Abraham đã quen được tiếng của Chúa rồi. And the second reason that God only needed to call to Abraham once was because at this point, Abraham was already familiar with the voice of God. Quý vị thấy đó, nếu mà quý vị quen tiếng của một người nào rồi đó, thì cho dù ở giữa một đám đông bận rộn ồn ào, quý vị cũng nghe được tiếng của họ. If you're familiar with someone's voice, even in a busy, noisy crowd, you will be able to hear them. Tôi có kinh nghiệm là mình là người Việt Nam đó, thì mình quen cái tiếng của người Việt Nam rồi. Thành thử cho dù ở trong một cái đám đông mà nói tiếng xa lạ ồn ào đó, nhưng nếu mà người Việt Nam cất tiếng lên thì mình nhận ra cái tiếng nói đó ngay. For example, as a Vietnamese person, I'm very familiar with the language. And even in a crowd of people speaking multiple languages, if a person speaks Vietnamese, I will hear it immediately. Cái lý do là bởi vì chúng ta đã nghe cái tiếng đó rất là quen thuộc. And that's because we are very familiar with
Người cha thuộc linh tinh kính á, cũng giống như vậy. Người đó cần phải quen thuộc tiếng phán của Đức Chúa Trời. It is the same for a godly father. They need to be familiar with God's voice. Thành thử, để trở thành người cha thuộc linh á, tinh kính á, chúng ta cần phải tập lắng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. To become godly fathers, we must learn to listen to God's voice. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 10 á là chiên ta đó nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Jesus said in John 10 that my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ta ban cho nó sự sống đời đời và nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Chúa Giêsu khẳng định ra chiên của Chúa thì phải nghe được tiếng của Chúa. Jesus insists that the sheep of God need to hear his voice. Và chiên của Chúa thì phải đi theo Chúa và Ngài là đấng luôn bảo vệ họ. They need to follow him and he is their guardian. Không ai có thể cướp chiên của Chúa ra khỏi vòng tay của Chúa bởi vì Ngài luôn bảo vệ họ. Nobody can take the sheep out of his hands because God always protects them. Tôi sợ là những người không thuộc về chiên của Chúa thì không thể nào có thể nghe được tiếng của Chúa và không được Chúa bảo vệ bởi vì họ không phải là chiên của Ngài. I fear that those who are not God's sheep cannot hear his voice and he cannot protect them because they are not his sheep. Trở về với câu đầu của đoạn 10 á, những câu đầu á, thì Chúa Giêsu bảo rằng người chăn chiên kêu tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người, nhưng chiên chẳng nghe người lạ, theo người lạ, trái lại nó chạy trốn và chẳng quen tiếng người lạ. In the first few verses of John chapter 10, Jesus said, he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought all out his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Cái đặc tính của con chiên á là phải nghe và quen tiếng của người chăn. The characteristic of a sheep is to hear and know the shepherd's voice. Con chiên không nghe tiếng người lạ. The sheep does not listen to a stranger. Chẳng những con chiên không nghe tiếng người lạ mà mỗi lần nó nghe tiếng người lạ đó thì nó chạy trốn. Bởi vì nó không thích muốn nghe tiếng của người lạ. And not only that, they run away and hide if they hear a stranger because they do not want to listen to a stranger. Người theo Chúa cũng vậy. Chúng ta cần phải nghe được tiếng của Chúa. People who follow God is the same. They need to hear God's voice. Nếu không nghe được tiếng của Chúa thì chúng ta không thể nào có thể đi theo Chúa được. You cannot follow God without hearing the voice of God. Cái nguy hiểm nhất của những người không nghe được tiếng Chúa đó thì chúng ta sẽ nghe tiếng của con người nhiều hơn là chúng ta nghe được tiếng Chúa. The most dangerous thing for a person who cannot hear God's voice is that they will follow a man's voice instead of God. Tôi nghĩ là chiên của Chúa chúng ta cũng cần phải phân biệt được tiếng của Chúa và tiếng của Satan. As sheep of God, we need to be able to distinguish the voice of God and the voice of Satan. Nếu không thì chúng ta sẽ lẫn lộn, chúng ta nghe tiếng của Satan và đi theo sự hướng dẫn của Satan. If not, we will be confused and we will follow the voice of Satan instead of God. Để cho con chiên có thể nghe được tiếng của người chăn thì con chiên và người chăn đó cần phải có một thời gian gần gũi với nhau. In order for the sheep to hear and know the shepherd's voice, they must spend a lot of time together. Cũng giống như vậy, chúng ta chỉ có thể nghe và quen được tiếng Chúa khi chúng ta có nhiều thời gian gần gũi với Chúa. Như vậy, cái đặc tính của người cha tinh kính á, là phải nghe và quen được tiếng của Chúa. Nếu không thì chúng ta không thể nào trở thành người cha thuộc linh tinh kính được. Otherwise, we can't become a godly. Người cha thuộc linh không những chỉ biết nghe, lắng nghe tiếng Chúa mà còn phải biết vâng phục ý của Chúa nữa. Đây chính là cái đặc tính thứ hai của người cha thuộc linh tinh kính. And this is the second characteristic of a godly father. Đó là biết vâng phục
ý của Chúa. That is knowing to obey the will of God. Chúng ta xem câu thứ hai. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. In the second verse of Genesis 22, it says, Then God said, Take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Đức Chúa Trời bảo Abraham làm gì? What did God tell Abraham to do? Đức Chúa Trời bảo rằng hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac mà đem dâng đứa con đó cho ta làm của lễ thiêu. God told Abraham to take Isaac, his only son, and sacrifice him on the mountain. Và chúng ta xem Abraham phản ứng ra sao trong câu thứ ba. And let's look at how Abraham reacted in verse 3. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng làm của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Quý vị để ý cái động từ mà dậy sớm đó, nói lên cái tấm lòng của Abraham hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Pay attention to the phrase early the next morning. It shows that Abraham's heart was completely obedient to God. Nếu mà Đức Chúa Trời bảo Abraham làm một cái việc gì mà ông thích làm á, thì cái việc dậy sớm chúng ta không cần phải nhắc đến để làm gì. If God told Abraham to do something that he would have liked, then getting up early would not be worth mentioning. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo Abraham một việc mà tôi nghĩ rằng Abraham không bao giờ muốn làm. However, God told Abraham something I think Abraham never wanted to do. Bảo đem dâng cho Chúa đứa con một yêu dấu làm của lễ thiêu thì quả thật đây không phải là một việc dễ làm chút nào. Offering to God his only child as a burnt offering is something that is not easy to do at all. Tôi nghĩ đó, nếu Đức Chúa Trời bảo Abraham đem dâng hết tài sản của ông cho Chúa, tôi nghĩ Abraham dễ làm hơn. I think if God told Abraham to give all his possessions, then it would have been easier for Abraham. Là bởi vì Abraham đã từng từ bỏ nhiều thứ để đi theo Chúa. Because Abraham has already given up many things to follow God. Nhưng bảo dâng Isaac thì rất khó, bởi vì Isaac chính là tất cả những gì Abraham có và yêu quý. But giving up Isaac was hard because Isaac was all Abraham had and loved. Và quý vị biết rằng Abraham phải chờ đợi tới 25 năm để có được một đứa con trai như lời hứa là Isaac. And remember that Abraham had waited 25 years to have the son promised to him, which is Isaac. Nhưng bây giờ phải dâng Isaac thì quả thật đây là một việc đòi hỏi quá lớn đối với Abraham. But having to offer Isaac was very demanding for Abraham. Nhưng mà tại sao Abraham có thể làm được một việc khó khăn như vậy? But why was Abraham able to do such a difficult task? Là bởi vì Abraham hoàn toàn vâng phục ý của Đức Chúa Trời. Because Abraham is completely obedient to God. Abraham đã bất chấp hậu quả để vâng phục Đức Chúa Trời. Abraham has gone against the consequences in order to obey God. Nếu Abraham không có bất chấp hậu quả và vâng phục Đức Chúa Trời cách cương quyết thì Abraham không thể nào đi được đến bước này. If Abraham didn't defy the consequences to obey God firmly, then Abraham would have never been able to do this. Chúng ta xem câu 10. Abraham bèn giơ tay cầm lấy dao đặng giết con mình. Let's look in verse 10. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Tôi nghĩ có lẽ giây phút này là giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời của Abraham. I think this might have been the most difficult moment in Abraham's life. Nếu Abraham không vâng phục Đức Chúa Trời cách cương quyết thì tôi nghĩ Abraham không thể nào can đảm cầm dao giết Isaac để làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa Trời y như Ngài đã phán nhà ông. If Abraham intended to disobey God, I don't think he would have had the courage to take the knife to slay his son Isaac. Chúng ta để ý nè. Bây giờ đó thì chúng ta biết rõ là Đức Chúa Trời bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu chỉ là muốn thử Abraham. Remember, we clearly know that God told Abraham to offer Isaac as a burnt offering to test him. Nhưng mà vào cái thời điểm đó đó quý vị,
Abraham hoàn toàn không biết là Đức Chúa Trời đang thử ông. But at the time, Abraham did not know that God was testing him. Cái bằng chứng là khi mà Abraham đi đến nơi mà dân của lễ thiêu á, Abraham không có chần chờ, không có hỏi Đức Chúa Trời là tôi có nên giết Isaac hay là không. And evidence of that is when Abraham arrived at the place for the burnt offering, he didn't ask God whether to kill Isaac or not. Abraham cũng không có đi vòng vòng để tìm thử coi có cái con chiên nào bắt để thay thế cho Isaac làm của lễ dân hay không. And he didn't go around looking for some sheep to sacrifice in place of his son. Nhưng mà khi đến nơi đó thì Abraham bèn trói Isaac lại rồi cầm lấy dao định giết Isaac để làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. And but when they arrived, Abraham bound up Isaac and took the knife in preparation to slay him to sacrifice to God. Điều này cho thấy Abraham vâng phục Đức Chúa Trời một cách cương quyết và bất chấp tất cả hậu quả. And this shows that Abraham was firmly obedient to God, defying all the consequences. Có lẽ đến đây tôi muốn giải thích chút xíu để không ai trong chúng ta nhầm lẫn về việc Đức Chúa Trời bảo Abraham đem dâng Isaac là một hành động hành hạ trẻ con như một số người chống đối Đức Chúa Trời nghĩ. I want to take some time to explain that so that no one is mistaken that God telling Abraham to bring Isaac as an offering is an act of torturing children that some opposers to God would say. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý và chấp nhận việc dân con qua lửa, kể cả dân con làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. God has never accepted to offer children as a burnt offering to him. Ngay câu đầu của đoạn 22 đó cho thấy rằng Đức Chúa Trời thử Abraham chứ không phải Đức Chúa Trời thật sự bảo Abraham đem dâng Isaac làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. In the very first chapter in the very first verse of chapter 22, it shows that God was only testing Abraham, not actually telling him to bring Isaac as a burnt offering. Cái điều này cũng cho chúng ta thấy rằng đừng ai trong cái thời đại này đó mà nằm mơ thấy cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ rồi đó và tưởng rằng Đức Chúa Trời bảo tôi làm cái việc đó và làm giống y như vậy. And this says that no one should imagine or dream any of this nonsense, thinking that God would tell us to do the same. Quý vị nhớ một điều là Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm một việc gì mà đi ngược lại với Thánh Kinh chính là lời của Đức Chúa Trời. Remember that God never tells us to do anything that goes against the Bible, His own word. Tại sao tôi có thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời chỉ thử Abraham về việc bảo đem dân Isaac làm của lễ thiêu? Why can I say that God was only testing Abraham when asking for Isaac as a burnt offering? Lý do là bởi vì Thánh Kinh đã khẳng định rõ như vậy. It is because the Bible has said clearly. Chúng ta xem lại. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Let's look back. It says, sometime later, God tested Abraham. Cái lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời, tại sao mà tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có muốn bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu đó, là bởi vì Đức Chúa Trời rất ghét việc mang con trẻ làm của lễ thiêu cho bất cứ một thần nào. The second reason why I say God doesn't like burnt offerings is because it is said in the Bible that God hates bringing children as burnt offerings. Trở về với sách Lê Vi Ký, chúng ta xem Đức Chúa Trời phán gì. Let's look in the book of Leviticus to see what God says. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 5 á. Leviticus 20 verse 1 to 5. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói với dân Israel rằng: Phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa dòng họ dùng một trong các con mình dâng cho thần Moloch thì chắc sẽ bị xử tử. Dân bổn xứ phải ném đá người ấy. The Lord says to Moses, say to the Israelites, any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Moloch is to be put to death. The members of the community are to stone him. Câu thứ ba, còn ta sẽ nổi giận cùng người ấy, trút nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Moloch, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. I myself will set my face against him and will cut him off from his people, for by sacrificing his children to Moloch, he has defiled my sanctuary and profaned my holy name. Thật sự quý vị thấy rằng dâng con cho thần Moloch làm của lễ thiêu chính là một cái việc ô
yêu ý dành Chúa. So you see that offering your children to Moloch is something that defiles God's name. Câu thứ tư, nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái của thần cho thần Moloch mà chẳng giết nó đi, thì ta đây sẽ nổi giận cùng người ấy và nhà nó, rồi trút nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Moloch ra khỏi dân sự mình. And in verse 4 it says, if the members of the community close their eyes when that man sacrifices one of his children to Moloch, and if they fail to put him to death, I myself will set my face against him and his family and will cut them off from their people together with all those who follow in him, prostituting themselves to Moloch. Căn cứ vào Thánh Kinh thì chúng ta thấy rõ là Đức Chúa Trời không bao giờ tán thành việc dâng con trẻ làm của lễ thiêu. So based on the Bible, it is clear that God never endorsed offering to offering children as offerings. Vì vậy mà việc Đức Chúa Trời bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu chỉ là để thử lòng Abraham mà thôi. So Abraham telling Abraham to offer Isaac as a burnt offering was just a test. Qua việc này, chúng ta phải công nhận rằng Abraham quả thật là một người cha thuộc linh tinh kính. And through this we must acknowledge that Abraham was indeed a godly father. Bởi vì Abraham đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Because Abraham was absolutely obedient to God. Abraham không do dự về việc Đức Chúa Trời có thử mình hay là không thử mình. Việc Abraham cần nên làm là lắng nghe và hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Abraham did not think of whether God was testing him or not. All he needed to do was listen and completely submit to God's will. Đây chính là đặc tính của người cha thuộc linh tinh kính, là hoàn toàn vâng phục ý của Đức Chúa Trời. This is the characteristic of a godly father, to be completely obedient to God. Người cha thuộc linh tinh kính không những biết lắng nghe tiếng Chúa, biết vâng phục ý Chúa, mà còn phải biết cùng với con thờ phượng Chúa nữa. So a godly father knows not only to listen to God and obey his will, but also to accompany his children in worshiping God. Đây là cái đặc tính thứ ba của Abraham, là biết cùng con thờ phượng Chúa. This is the third characteristic of Abraham, which is knowing to worship God with his children. Không có ai được gọi là cha nếu người đó chưa có một người con nào. Nobody's called a father without a child. Nếu đề cập đến người cha thuộc linh tinh kính thì phải có liên hệ chút xíu gì đó đến người con. So when we talk about a godly father, there has to be some relation to his child. Chúng ta không thể gọi ai đó là người cha thuộc linh tinh kính nếu người cha đó không có những người con thuộc linh tinh kính. We can't call someone a godly father if they do not have godly children. Nói một cách dễ hiểu hơn đó, thì người cha thuộc linh tinh kính sẽ sanh ra những người con thuộc linh tinh kính. In simpler terms, a good father will produce godly children. Cái đặc tính của người cha thuộc linh tinh kính không phải chỉ biết thờ phượng Đức Chúa Trời một mình, mà phải biết thờ phượng Chúa với con của mình. And the characteristic of a godly person is not to worship God alone, but to worship God with his children. Đây chính là một trong những đặc tính của Abraham là người cha thuộc linh. And this is one of the characteristics of Abraham, who is a godly father. Chúng ta xem câu 4 và câu 5. Qua đến ngày thứ 3, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói với hai kẻ đầy tớ rằng: hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Now let's look at verse 4 and 5. It says, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy will go over there. We will worship and then we will come back to you. Chúng ta thấy Abraham không đi thờ phượng Đức Chúa Trời một mình, mà Abraham cùng đi thờ phượng Đức Chúa Trời với Isaac là con của ông. You see that Abraham did not go to worship God alone, but he went with Isaac, his son. Tôi thú thật với quý vị là từ khi mà tôi có con đó cho đến bây giờ đó, thì tôi chưa bao giờ đi thờ phượng Chúa một mình. And from the time I've had children until now, I have not gone to worship God alone. Hay nói cách khác là tôi chưa bao giờ đi thờ phượng Chúa mà bỏ con tôi ngồi nhà. In other words, I never went to worship God and left my children to sit at home. Chúng tôi cùng nhau đi thờ phượng Chúa. We went to worship God together. Quý vị biết là dù bây giờ đó, các đứa con tôi thì có thể lái xe được và có xe riêng, nhưng tôi không bao giờ để cho con của tôi lái xe riêng đi đến nhà thờ một mình.
and even though they can drive now and have their own cars, I don't let them drive to church alone. Trừ khi một số trường hợp mà tôi phải đi đến nhà thờ thật sớm để làm một số việc riêng gì đó, thì tôi mới cho phép con tôi lái xe đến sau. Except the few cases where I have to go to church early to do something, I let them drive to church afterwards. Nhưng mà hầu hết là gia đình của tôi thường đi chung đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. But generally, the family drives to church together to worship God. Tôi nghĩ có lẽ đây là đặc cá tính của tôi trong việc đi đến nhà thờ là luôn cùng đi chung với nhau. And this is one thing I do, that when we go to church, that we always go together. Mà quý vị biết cho đến cái thời điểm ngày hôm nay đó, thì chúng tôi vẫn còn cùng nhau đi trên một chiếc xe chung để đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. And to this day we still do the same, riding the same car to go to church and worship God together. Có lẽ đây là cái điều mà tôi học được từ Abraham, là một người cha thuộc linh thiên kính. And this is probably something I learned from Abraham as a godly father. Quý vị xem tiếp câu thứ 6. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. And let's look in verse 6. It says, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife, as the two of them went on together. Cái câu hỏi là cả hai cha con cùng đi đâu? The question is, where were both father and son going? Cả hai cùng đi đến một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi thấy đây là một cái hình ảnh quá tuyệt vời. I find this imagery great. Abraham thì lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình. Abraham took the wood and gave it to Isaac. Rồi Abraham thì cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cha con đồng đi đến một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Abraham had the fire and knife, and they walked together to worship God. Tôi thấy cả hai cha con đồng giữ phần trong việc mang của lễ để đi đến một nơi thờ phượng Chúa. I see both father and son bringing the things to sacrifice to worship God. Tôi thấy hình ảnh này thật là đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. And I see that this image is very beautiful before God. Quý vị biết là người cha thuộc linh có thể không có những người con thuộc thể, nhưng phải có những người con thuộc linh. Những người con thuộc linh của họ chính là những người mà họ đưa đến với Chúa. Their spiritual children are the ones they bring to God. Họ là những người giúp cho những người con thuộc linh này thờ phượng Chúa và giúp cho những người con thuộc linh này lớn lên trong đời sống theo Chúa. They are the ones that the father helped come worship God and help them grow in God. Thật sự đây là một bài học mà tôi cũng khuyên quý bà chị em là đừng bao giờ đi đâu với con của mình trong ngày Chủ nhật mà không đi đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. So I ask that that the fathers do not take their children anywhere on Sunday without taking them to church. Quan niệm của tôi đó là nếu tôi không thể cùng con đi thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật thì tôi sẽ không bao giờ cùng con đi chỗ nào khác ngoại trừ chỉ đi đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. My idea is that if I cannot go to worship God with my children, then I will never go anywhere else on Sunday except to worship God. Quý vị biết rằng tất cả chúng ta được cứu chỉ cho một mục đích là để được thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ để thờ phượng một mình Ngài mà thôi. You know that you are saved only to worship God and to worship him alone. Nếu chúng ta không quan tâm đến việc thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật thì có nghĩa rằng chúng ta chưa thật sự là một người cha thuộc linh thiên kính. If we are not interested in worshiping God, then it means we are not a godly father. Nhưng mà khi mà tôi nói đến điều này đó thì cũng có nghĩa là tôi đang nói đến những người cha thì cũng nhắc đến những người làm mẹ nữa. And I am saying this to the fathers, but I am also saying bởi vì hôm nay là ngày lễ cha, thành thử tôi sẽ phải nói đến nhiều về người cha thôi. But because today is Father's Day, I am emphasizing the father. Nhưng mà nếu hôm nay là ngày lễ mẹ thì tôi sẽ nói nhiều về người mẹ. But if today was Mother's Day, I would say more about mothers. Nhưng mà nói rõ hơn là cái bài giảng hôm nay không phải chỉ dành cho người cha mà dành cho mọi người. But in this general, this
his message for today is not just for the fathers but for everyone. Thành thử những em hay là những người nào mà chưa có lập gia đình đó thì đừng có nghĩ rằng mình không thể làm người cha được. So those who have not had kids yet, don't think that you cannot be a godly father. Bởi vì đối với tôi, bất cứ ai mà có thể dẫn đưa người khác đến với Chúa và tiếp tục giúp cho đời sống của họ được lớn lên trong Chúa đều là những người cha, người mẹ thuộc linh thiêng kính. Because anyone who can bring someone else to God and help them grow in their life in God is a godly father or mother. Thành thử để kết luận cho cái bài giảng hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị là những người cha đó, buổi sáng hôm nay quý vị có ao ước trở thành những người cha thuộc linh, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết vâng phục ý Chúa và biết cùng với con thờ phượng Chúa không? So to conclude, I would like to ask those who are fathers, do you desire to become a godly father who knows to listen to God, who obeys his will and brings his children to worship God together? Tôi biết quý vị là đã là những người cha, có thể là những người cha rất tốt về thuộc thể. I know that you are probably very good physical fathers. Quý vị chăm sóc con cái của mình rất tốt về nhu cầu thuộc thể. Nhưng thưa quý vị, chăm sóc tốt cho nhu cầu thuộc thể chỉ có giá trị tạm thời mà thôi. And you probably take very well care of your children's physical needs, but that only brings temporary value. Quý vị có chăm sóc đời sống thuộc thể cho con cái của mình tốt đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có giá trị tạm thời. Nó sẽ qua đi rất nhanh khi tất cả chúng ta rời khỏi đời này. However well you provide for your physical children, for your physical children's needs, it only provides temporary value because it will pass away quickly when we leave this world. Nhưng mà nếu chúng ta biết quan tâm đến đời sống thuộc linh cho con cái của mình á, thì tôi tin chắc rằng giá trị đó sẽ kéo dài đến đời đời. But if you know to take care of the spiritual life of your children, I think that will bring value that will last forever. Và tôi ước mong rằng tất cả những ai có mặt trong buổi thờ phượng sáng hôm nay sẽ trở thành những người cha thuộc linh tinh kính qua việc biết lắng nghe tiếng Chúa, biết vâng phục ý của Chúa và biết cùng với con của mình thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật. And I wish that all fathers present today will become godly fathers by listening to God's voice, obeying his will and knowing to worship God with his children. Nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. May God bless you all. Trong tuần tới thì chúng ta sẽ đề cập đến cái những cái ảnh hưởng và những cái phước hạnh của người cha thuộc linh. Next week we're going to talk about the influences and blessings of a godly father. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Let us come to God and pray. Lạy Chúa yêu chúng con. Dear Heavenly Father, chúng con cảm ơn Chúa về hình ảnh quá tuyệt vời của Abraham. I thank God for the great image of Abraham. Con cảm ơn Chúa qua hình ảnh của Abraham trở thành một tấm gương cho chúng con noi theo. And I thank God that Abraham is an example for us. Và xin Chúa ngài cho mỗi chúng con có thể học được tấm gương này. And I ask that we can apply this example. Cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa. That we would know to listen to you. Cho chúng con biết vâng phục ý của Chúa. And that we would know to obey your will. Và cho chúng con biết cùng với con của chúng con thờ phượng Chúa mỗi tuần. And that we would know to worship you with them every day, every week and day. Con cầu xin Chúa ngài thương xót hội thánh Chúa tại Melbourne. I ask God to look over the people in Melbourne. Và giúp cho chúng con mỗi ngày lớn lên trong đời sống thuộc linh để làm sáng danh Chúa. And help us to grow every day to glorify your name. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. In Jesus' name. Amen. Cảm ơn quý vị. Giờ này thì là giờ tiệc thánh. Thông thường đó thì mỗi đầu tháng chúng ta dự tiệc thánh chung với nhau tại nhà thờ. Nhưng vì COVID-19 thì tôi thấy là quý vị đã dự tiệc thánh qua Zoom trong mấy tháng qua. Usually at the beginning of the month we have the Lord's Supper or communion at the church, but because of COVID-19 you guys have been doing it through Zoom these past few months. Sáng nay tôi muốn giải thích cho quý vị là chúng ta sẽ nhắc đến cái ý nghĩa của tiệc thánh, nhưng mà chúng ta sẽ không dự tiệc thánh buổi sáng hôm nay. And this morning I want to look at the meaning
of the Lord's Supper, but not hold it today. Tôi xin lỗi quý vị là bởi vì tôi không có thời gian để thông báo cho quý vị trước, mà một số quý vị đã có chuẩn bị bánh và chén để dự tiệc thánh sáng hôm nay rồi. I apologize for not telling it ahead of time, and that some of you might have already prepared the bread and cup for today. Nhưng mà không sao. Chú biết được tấm lòng của quý vị, nhưng mà điều tôi muốn trình bày quý vị buổi sáng hôm nay đó là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với lời Chúa. And God knows your heart, and what I want to share today is something that is very important. Lý do mà tôi nói rằng chúng ta có thể nói về ý nghĩa tiệc thánh buổi sáng hôm nay nhưng mà chúng ta không có dự tiệc thánh bởi vì có hai lý do chính. There's two reasons that I want to look at the meaning of the Lord's Supper but not hold it. Căn cứ theo lời Chúa thì tiệc thánh phải được dự chung với nhau tại nhà thờ. And the Lord's Supper is to be held together in a house of worship. Thánh Kinh Tân Ước thì có đề cập đến hai cái thánh lễ quan trọng là thánh lễ báp têm và thánh lễ tiệc thánh. So the Bible talks about two important ordinances, which is baptism and the Lord's Supper or communion. Đây là hai thánh lễ mà hội thánh cần phải tuân giữ và một cách nghiêm khắc để bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa và vâng phục Chúa Giêsu Christ. These are two things that we have to observe strictly in order to show our love and obedience to Jesus Christ. Vì vậy, hai thánh lễ này phải được cử hành trước sự họp mặt của hội thánh. And these two things must be held in the presence of the church. Tôi muốn giải thích để cho quý vị hiểu rằng nếu thánh lễ báp têm đó chúng ta không thể cử hành qua Zoom được. No, we can't baptize people over Zoom. Giống như bây giờ nếu mà có một người muốn tôi cử hành lễ báp têm thì tôi không thể nào cử hành lễ báp têm qua Zoom được. If someone wanted me to baptize them, I would not be able to do it to them through Zoom. Vì vậy mà cử hành lễ tiệc thánh qua Zoom cũng không thích hợp với Thánh Kinh. And so also the Lord's Supper being held through Zoom does not match the Bible. Chúng ta khuyên lời Chúa, chúng ta xem Phao-lô nhắc nhở chúng ta như thế nào. Let's look at what Paul says to us. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 á, bắt đầu câu 17. In 1 Corinthians 11 starting at verse 17. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. Đây là hội thánh Corinto dự tiệc thánh nhưng mà đã bị Phao-lô khiển trách. This is the Corinthians holding communion and Paul was reprimanding them. Câu 18 thì Phao-lô nói rằng trước hết tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ, tôi cũng hơi tin điều đó. It says, in the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. Và quý vị để ý những cái từ ngữ mà tôi muốn nhấn mạnh là nhóm họp hội thánh hay là họp lại trong hội thánh. And what I want to focus on is coming together as a church. Và câu 19 thì, vì chắc trong vòng anh em có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trong sạch. And in verse 19 it says, no doubt there have to be differences among you to show which you have God's approval. Thành thử, cái việc dự tiệc thánh phải được dự chung với nhau tại nhà thờ. So the communion must be held together at the house of worship. Thứ hai là dự tiệc thánh phải được dự trong tinh thần hiệp nhất. And the Lord's Supper must be held in a spirit of unity. Chúng ta không thể dự tiệc thánh hiệp nhất nếu chúng ta chuẩn bị bánh và chén một cách riêng rẽ. We cannot have unity in communion if we each prepare it differently. Tôi tin rằng trong cái thời điểm hiện nay thì mỗi gia đình phải chuẩn bị bánh và chén một cách riêng biệt. So at this point I think that every family is preparing it their own way. Và tôi không biết quý vị chuẩn bị như thế nào, nhưng mà có
có thể là người này sẽ dùng bánh loại này, người kia dùng bánh loại kia. And I don't know how you're preparing it, but it could be that one family prepares this kind of bread and another family prepares that kind of bread. Và quý vị cũng có thể dùng nước loại này hay là dùng nước loại kia. And you can be using this type of drink and a different family can be using a different kind of drink. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào có một cái tinh thần hiệp nhất trong việc chuẩn bị bánh và chén nếu chúng ta chuẩn bị một cách riêng rẽ như vậy. We won't have unity preparing for communion if we prepare it this way. Vì vậy cái việc mà chuẩn bị bánh và chén một cách không có chu đáo và hiệp nhất á, thì chúng ta sẽ dẫn đến việc khinh lờn thân và huyết của Chúa. And preparing for communion in a way that is not thoughtful or united will bring contempt to the body and blood of God. Phaolô cảnh cáo rằng bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. So Paul warns us in, so then whoever eats the blood or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Trong một khía cạnh khác, chúng ta cần phải dự tiệc thánh trong tinh thần hiệp nhau, hiệp nhất tại nhà thờ. And we have to hold communion unified in spirit at a house of worship. Như tôi đã nói, tiệc thánh phải được dự chung tại nhà thờ. As I've said, the Lord's Supper must be shared together in a house of worship. Trước khi mà cái bệnh dịch COVID xảy ra đó, thì hội thánh không bao giờ cho phép người ở nhà có thể dự được tiệc thánh. Before COVID, the church didn't allow people to hold the Lord's Supper at home for any reason. Muốn dự tiệc thánh thì chúng ta phải đến nhà thờ trong tinh thần hiệp nhất. To take part in communion, you've got to come to the church in the spirit of unity. Ngày hôm nay cũng vậy. It is the same today. Chúng ta không nên dự tiệc thánh tại nhà riêng hay là qua Zoom cho dù con dân Chúa không đến được nhà thờ vì bệnh dịch COVID. We shouldn't take part in the Lord's Supper in our own house or through Zoom during COVID. Và chúng ta xem Paulo nhắc lại nè. Vậy khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Paul says, so then when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Says, for when you're eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Quý vị thấy, dầu hội thánh Corinto đến nhà thờ chung với nhau để dự tiệc thánh, nhưng mà tinh thần của họ không có hiệp nhất với nhau cũng phạm tội với Chúa. So you see the Corinthians, they came to church together, but they were not unified, and that sins against God. Thành thử là một người hầu Chúa, một người đệ tớ Chúa, tôi không dám cử hành tiệc thánh qua Zoom. So as a follower of God, I do not dare to hold it over Zoom. Bởi vì tôi không nhìn thấy được quý vị và tôi không biết cái tinh thần của quý vị chuẩn bị như thế nào. Because I cannot see you or see how you have prepared it. Và Paulo cũng nói rõ rằng khi mà cái thái độ của họ không có hiệp nhất với nhau tại nhà thờ đó, thì Paulo kêu rằng anh em há chẳng có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. And Paul says, don't you have homes to eat and drink in, or you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. Điều này Paulo đang nói đến cái tinh thần hiệp nhất. And Paul is talking about unity. Và câu 3 Paulo nói rằng, hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. And in verse 33 it says, so then my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Có nghĩa là Paulo nói phải có một tinh thần hiệp nhất với nhau. Paul is talking, saying that they have to be unified. Câu 34, ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà riêng mình, hầu cho anh em không nhóm lại mà chuốc lấy sự đoán xét. It says, anyone who is hungry should eat something at home,
so that when you meet together, it may not result in judgment. Có nghĩa là Phaolô nói rằng anh em ở nhà riêng đó thì anh em ăn cái gì uống cái gì cũng được, nhưng mà muốn dự tiệc thánh đó là phải hiệp chung với nhau tại nhà thờ với tinh thần hiệp nhất. So Paul is saying that at home you can eat or drink whatever you want, but the Lord's Supper must be held together at a house of worship. Nếu không dự được tiệc thánh đúng như lời Chúa dạy thì chúng ta không nên dự tiệc thánh, bởi vì chúng ta sẽ có lỗi với Chúa. If we cannot hold the Lord's Supper as the Lord teaches, we shouldn't hold it at all, or else we risk sinning against God. Điều mà chúng ta có thể làm buổi sáng hôm nay là chúng ta nhắc lại cái ý nghĩa của tiệc thánh, bởi vì đó là mục đích chính mà Chúa muốn chúng ta dự tiệc thánh với nhau. What we can do today is remind each other about the meaning of communion, because that is the purpose that God has set it for. Follow dạy chúng ta rằng: vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. So Paul says, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hỡi khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Mục đích mà chúng ta dự tiệc thánh để cho chúng ta nhắc lại, nhớ lại sự chết của Chúa vì tội lỗi chúng ta, để rồi chúng ta rao truyền danh Chúa cho đến khi Ngài trở lại. The purpose of communion is to remind us of the Lord's death so that we can proclaim it until he returns. Chúng ta không phải dự tiệc thánh để cho chúng ta được cứu. We do not have communion for us to be saved. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để dự tiệc thánh của Chúa. We are saved, then we will have the requirements to hold communion. Thành thử đây là một điều khích lệ cho quý vị, ông bà chị em và tôi. Sáng hôm nay chúng ta không dự tiệc thánh với nhau, chúng ta cũng không buồn gì, là bởi vì chúng ta đã được Chúa cứu rồi. And even though we are not holding communion today, we should not be sad because we have already been saved. Và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có thể sớm được trở lại với nhà thờ để chúng ta có thể thông công với nhau và chúng ta có thể dự tiệc thánh với nhau đúng với tinh thần lời Chúa dạy chúng ta. And we should pray that we can meet together soon so that we can have fellowship with each other and hold communion together. Và tôi ước mong rằng chúng ta nhớ một điều mỗi đầu tháng là chúng ta nhắc lại tiệc thánh để cho chúng ta nhớ đến cái mạng lệnh của Chúa truyền cho chúng ta là phải tiếp tục rao ra sự chết của Chúa cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại. And I want you to remember that at the beginning of every month we will remind ourselves of communion so that we can proclaim Jesus' death until he comes. Bây giờ tôi muốn quý vị mỗi người lắng lòng xuống, suy nghiệm lại sự chết của Chúa. Thân Chúa tan nát vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em. Huyết Chúa đổ ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Trong khi chúng ta suy nghiệm về điều đó, tôi mời anh Phước có thể hát một vài lời trong bài tiệc thánh và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. And I invite you to look in your hearts and meditate on the blood of Christ. And I invite Phước to sing a song. Tiệc thánh Chúa ban mọi sự truyền đời đời nên ghi nhớ rằng Chúa chết thay vì chúng sinh, thân báo phải chịu thập hình.
giá Chúa xưa chịu khổ đồ đê phụ thân xa lánh nhung nhớ đơn đau nào thơ than thân nát huyết hồng giọt trà hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta nay giao truyền sự chết Chúa ra. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của con. Dear Heavenly Father. Con cảm ơn Chúa vì sự hy sinh quá lớn của Ngài trên mỗi cuộc đời chúng con. I thank you for the love you have for us. Sáng hôm nay chúng con thờ phượng Chúa qua Zoom. Today we are worshiping you through Zoom. Và chúng con không thể dự tiệc thánh được với nhau bởi vì chúng con không thể hợp nhau lại tại nhà thờ. And we cannot have communion together because we are not meeting together. Nhưng mà Chúa đã thấy được mỗi tấm lòng của chúng con buổi sáng hôm nay. But you have seen each of our hearts this morning. Chúa thấy lòng chúng con muốn vâng phục Chúa. You have seen our hearts of service. Xin Chúa ngài thăm viếng mỗi lòng chúng con. I ask that you act on all of our hearts. Xin Chúa ngài cho chúng con nhớ đến ý nghĩa tiệc thánh để cho chúng con rao truyền danh của Chúa cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Please let us remember the meaning of communion that we can proclaim your death until you come. Xin Chúa ngài ban phước cho mỗi chúng con. Now, please bless each one of us. Để cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà ngài đã ban cho chúng con. That we can live in a way that is fitting the love that you have for us. Ôi Chúa ơi, nếu trong đời sống của chúng con có điều gì đau buồn, xin Chúa ngài thương xót chúng con buổi sáng hôm nay. If there's anything in our life that makes you upset, please care for us today. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. And I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị. Giờ này thì tới giờ, tôi nghĩ là tới giờ thông báo. Xin kính mời ban thư ký. Xin kính chào quý hội thánh. Một lần nữa thì ban thư ký trở lại với cái phần thông báo. Trước hết thì cũng xin kính chúc toàn thể quý ông, quý người cha, ngày Father Day thật là hạnh phúc